Trong video hôm nay mà các bạn chúng ta cùng test độ tinh mắt qua một game mini sau. Tìm điểm khác biệt giữa hai bức hình. Rồi trước hết là thời gian để các bạn tìm ra điểm khác biệt giữa hai bức hình này là 10 giây. Mười giây đã hết, bạn tìm ra được bao nhiêu điểm khác biệt giữa hai bức hình này? Nếu không đủ thời gian, các bạn có thể bấm tạm dừng video để tiếp tục tìm nha. Và đây là kết quả. Điểm khác biệt thứ nhất, đó chính là chiếc cúc áo. Điểm khác biệt thứ hai, vẫn là chiếc cúc áo. Điểm khác biệt thứ ba, đó chính là màu của viên gạch. Điểm khác biệt thứ tư, đó chính là chiếc bánh. Điểm khác biệt thứ năm, đó chính là chiếc mụn màu đen. Điểm khác biệt thứ sáu, đó chính là chiếc mũ. Điểm khác biệt thứ bảy, đó chính là cái túi. Và điểm khác biệt cuối cùng, điểm khác biệt thứ tám, đó chính là con ruồi. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Đừng quên bấm đăng ký và nhấn chuông để nhận được những video mới nhất.